Nằm trong hoạt động quảng bá bộ phim The K2, mới đây, Ji Chang-wook và Yuna nhận lời trở thành khách mời xuất hiện trên chương trình Taxi của đài TVN. Tại đây, cả hai ngôi sao chia sẻ khá nhiều điều thú vị về bản thân, cũng như vai diễn và sự kết hợp trong phim. Trong suốt buổi ghi hình, Ji Chang-wook và Yuna luôn tỏ ra thân thiết, khiến MC không khỏi tò mò. Nam diễn viên tiết lộ, "Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ và hợp tác với nhau. Thật sự tôi là một người khá nhút nhát, nhưng vì phải thực hiện những cảnh quay thân mật tại Tây Ban Nha, nên khi vừa đặt chân đến đấy, tôi đã chủ động mời Yuna uống cà phê và cả hai trò chuyện cùng nhau rất nhiều. Sau đó chúng tôi cũng tự nhiên trở nên gần gũi với nhau hơn." Có thể thấy trong 4 tập đầu tiên, dù không có nhiều cảnh quay cùng nhau, nhưng mỗi lần chạm mặt, khán giả hoàn toàn có thể cảm nhận được phản ứng hóa học bùng nổ giữa Ji Chang-wook và Yuna. Bên cạnh nội dung gay cấn, hấp dẫn, khán giả cũng đang tò mò về mối tình ngang trái giữa cặp đôi trong phim. Nhờ đó, The K2 có khởi đầu khá thuận lợi và đang dần nhận được tình cảm cũng như sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả. The K2 đánh dấu sự trở lại của Ji Chang-wook sau gần 2 năm vắng bóng trên màn ảnh kể từ Healer. Thế nhưng, khi đề cập đến những vất vả trong quá trình ghi hình, nam diễn viên 29 tuổi đã khẳng định đây là bộ phim hành động cuối cùng mà anh tham gia. Điều này khiến khán giả vô cùng hụt hẫng, bởi chỉ trong vài tập phim vừa qua, Ji Chang-wook đã lần nữa chứng tỏ bản thân sinh ra để dành cho những vai diễn khuôn ngầu như thế này. Nếu so với thị trường hiện tại, nam diễn viên có khả năng thể hiện siêu ngọt những cảnh quay đánh đấm thật sự không nhiều. Về phía Yuna, đang tìm kiếm cơ hội lột xác cũng như rèn luyện bản thân thông qua vai diễn con gái tổng thống Gohana, cô nàng đang nhận được những đánh giá tích cực từ phía khán giả và được kỳ vọng sẽ thành công tháo mát bình hoa di động trong định kiến của mọi người từ trước đến nay. Cùng nói xem The K2 được phát sóng đều đặn mỗi tối thứ 6 và 7 trên đài TVN.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.